Bây giờ cô Thanh sẽ kiểm tra tiếp tục, nhưng mà đây là cứ lặp đi lặp lại thì các bạn sẽ phải phải cho cô Thanh một cái gọi là gì, phản xạ nhanh hơn nhá. Nào, cô mời bạn Thanh Thanh đi ơi, con im lặng để mẹ dạy nha. Cô sẽ kiểm tra Gia Linh trước nhá. Gia Linh thuộc hết các câu một cách phản xạ nhanh chưa con? Tuần vừa rồi con có ôn bài không? Gia Linh, trả lời cô nào. Bật mic lên. Bạn bật mic lên nào. Có Rồi, ok. Cô quan trọng là kết quả nha. Được không ạ? Đấy. Các bạn có thể thông minh hay như thế nào đấy, nhưng mà thực tế là chúng ta phải có kết quả. Thế thì bây giờ cô Thanh sẽ kiểm tra nha. Cô Thanh hỏi và con sẽ phải phản xạ rất là nhanh. Tớ đang buồn ngủ. I'm Con đang ngáp. yawning. Tôi thức dậy. I get Tôi rửa mặt. Đây đi, I con đánh wash nó nhỏ này my không mẹ? Đợi cô một chút face. xíu nhé. Để cô một chút. Đợi cô một tí nhé. Các bạn nhà cô đang hơi ẩm một tí, nên cô đang bảo vệ các bạn xuống phòng. Rồi, bây giờ cô sẽ tiếp tục nha. Con rửa mặt. I wash my Nước rất lạnh. face. The water is cold. Cold. Con không thể mở được mắt. I can't open my eyes. Con uống một chút sữa. Drink some milk. Con thích sữa. I like milk. Con ăn bánh mì nướng. I eat toast. Con lau miệng. I wipe my mouth. Bánh mì nướng và sữa rất ngon. The toast and the milk are good. I'm good. Rồi, Are good. con no rồi. I'm good. I'm Con cởi quần áo ngủ. getting full. I take off my pajamas. Con đã ăn sáng xong. I finish my breakfast. Con nên mặc gì đây? Con nên mặc gì đây? What Rồi đợi cô xí, hình như ai đang vào trong Zoom thì phải. Rồi ok. Em screen ok. Con không thể nhìn thấy gì cả. I can't see anything now. Con mặc quần chip. I wear my Underpants. underpants. Để S ra con. Cô không nghe thấy tiếng S của con. Underpants. 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 Đúng rồi. Con mặc quần áo. Con mặc chiếc áo màu hồng. My pants clothes. Con cài cúc áo. I'm putting up my clothes. Chiếc áo này có ba cái cúc. This clothes has three Three buttons. buttons. Has three Để S ra con. Nào, một con mặc chiếc váy màu xanh lá cây. wear my green suit. A skirt. I wear my green skirt. Cũng được, hoặc là I put on, đúng không ạ? I Có hai put cách on nha. my green skirt. Rồi, đây là chiếc váy tớ thích. This is my favorite Trông con có xinh không? skirt. Do Pretty. look Rồi, con ngắm một vài bông hoa đẹp. ready? Ready? I look at some Để S ra nào, flowers. ready Chúng rất thơm. flowers. They smell good. They smell good. Mẹ chăm sóc những bông hoa này. Mommy take care of the flowers.
Cô không nghe thì tiếng âm S của con đâu nhé. Tập trung Mommy, luyện vào âm S của cô nhé. take care of these flowers. Mommy take care of these flowers. Mommy, take care of these flowers. Nào, tớ chan miso soup lên cơm. I put some miso soup over rice. Over rice. Xí Over ra. Bây giờ con luyện âm S cho cô nào. Con thử xí cho cô Thanh xem nào. Hôm sau thì Gia Linh kiếm cho cô một cái mic nhé. Để cô có thể nghe được âm S của con nhé. Tại có thể là do cái máy tính của con nữa. Nó sẽ có rất nhiều nguyên nhân để con có thể là ở ngoài thực tế là con có âm S. Nhưng mà đôi khi do cái hệ thống mic của con, bên máy của con ý, nó kém, nó không thể nhận được. Được không ạ? Thì con không nghe thấy âm S của con ở ngoài, ở trên hệ thống Zoom. Thế thì để mà con được chính xác cô hơn, con có thể kiếm một cái mic nhé, mic tai nghe ha, thì nó sẽ sát vào. Hôm nào con thử lấy cái mic tai nghe nghe nhạc á, xong là con đọc cho cô Thanh nghe thử xem là nó có khá hơn không ha, được không? Bởi vì hiện tại thì có thể là do cái mic ở bên máy của con nhé, thế đâm ra là con thử lấy, hôm sau con thử lấy cái mic tai nghe nhé, con cắm vào cho cô Thanh nghe nhé, được không ha? Đấy. Hoặc là trong cái nộp bài của con nhé, cô sẽ nghe lại chỉnh sửa gửi để cô nghe xem là thực tế là con có âm S không nha. Bởi vì nếu mà hai ba cái thiết bị, ví dụ như là con quay bằng điện thoại, bằng camera của con đúng không, con đọc bài mà con có âm S thì là ok do cái máy tính của con, được không ạ? Còn nếu như mà cả hai đến ba thiết bị của con mà không có âm S cùng quay thu bài thì chứng tỏ đấy là do cái phát âm của mình nó đang bị yếu cái âm đó nhiều, thì con sẽ gửi cho cô nhé. Thứ nhất là bằng điện thoại, được không ạ? Quay bằng điện thoại thì để cô xem là cái âm S của con có không, và thứ hai là con thì nếu mà có thì là ok, còn nếu như mà không có thì chứng tỏ là con phải cần luyện thêm nhé. Bởi vì đây là qua Zoom, có thể cái máy tính của con nó thu sẽ là kém chẳng hạn, nó bắt tiếng của con kém thì đâm ra là nó sẽ không nghe rõ được cái âm S của con nhé. Thế thì con hãy thu bài bằng máy điện thoại cho cô Thanh nhé, để cô Thanh nghe nhé, thực tế xem con có bị thiếu âm S không nhé. Hiện tại thì trên máy tính mà qua Zoom mà con đang nói ấy, thì là cô không nghe thấy đâu. Rồi tiếp nha, cô sẽ nói là mẹ tớ không thích làm như vậy. Mommy doesn't like me to do so. Tớ làm súp tràn ra ngoài. I spill my miso soup. I I spill my miso soup. spill. Ừ. Rồi, đến bạn Huyền Anh. Mẹ tớ không thích tớ làm như vậy. Mommy doesn't like me Tớ chan miso soup lên cơm. so. I spill my miso soup. I pour some miso soup over rice. I pour some miso soup Tớ làm súp tràn ra ngoài. rice. Tớ đi bộ. Spill Tớ đi bộ đến trường. miso Tớ đi đôi màu tớ đi đi giày màu màu xanh lá. wear my green shoes. Ừ, tớ tưới hoa. I water the flowers. Hoa tulip rất sặc sỡ. Tulips are colorful. Ừ, tớ dùng bình tưới hoa của mình. I use my Ừ, tớ tưới nước cho khu vườn. watering can. I water Tớ lấy nước đầy vào bình. garden. Tớ lấy đầy nước vào bình. Tớ lấy đầy nước vào bình ấy, con một cái bình trống này, con cho đổ nước vào bình của mình ấy thì nó là gì? Fill là lấp đầy, lấy đầy. I fill my watering can. Watering can. Ừ, hôm nay trời nóng. Hot Ừ. Tớ bơi ở biển. swim in the ocean. Tớ mặc đồ bơi và mũ tắm. Wear my swimsuit and the bathing cap. Tớ có thể bơi rất tốt.
I can swim very well. Tớ ăn kem. I eat ice Tớ nóng. cream. I'm Tớ đổ mồ hôi. hot. I'm Tớ mở nước. sweating. Tớ mở nước. Turn on the Đúng rồi, tớ cho nước chảy. water. I run Tớ nhìn nước chảy. water. I look at Rồi, tiếp tớ khóa nước lại. water running. I turn off the Tớ tiết kiệm nước. water. I save Nước rất là quan trọng. water. Water is important. Tớ đổ một chút xà phòng vào máy giặt. I put some soap Tớ in đổ là quá nhiều xà phòng xong chưa washing con? machines. I Giặt đồ. into my soap. Tớ cho quần áo bẩn vào. I put on dirty I put in. clothes. I put in dirty clothes. I put on là như mặc vào, còn đây là con cho nó vào thì con gọi là I put in, được chưa ạ? Rồi, có rất nhiều quần áo bẩn. There are so many Tớ không nên cho quá nhiều quần áo vào máy giặt. clothes. Tớ không nên cho quá nhiều quần áo vào máy giặt. I shouldn't put in many clothes. Rồi là tớ bật công tắc. Tớ bật công I turn on tắc. Rồi máy giặt bắt đầu hoạt động. the switch. The washing Nó rất ồn. machine start Rồi dạ, Xuân Phương nha. Con bật công tắc. noisy. I turn on the switch. Máy giặt bắt đầu hoạt động. The washing machine starts Nó rất ồn. working. Tớ tạo ra bọt xà phòng. I make a letter. Tớ tự giặt một ít quần áo. I wash some Tự giặt nữa. By myself. Đúng ạ? clothes. Con đọc cả câu lại câu đấy nào. I wash some clothes I wash some by myself. Đúng rồi, tớ giặt quần áo với xà phòng. clothes Đúng rồi, I wash the clothes with surf. Rồi, tiếp nha, tớ giũ quần áo. clothes. Quần áo sạch hơn rồi. They are They are, not there. They clean. are. Con sẽ nói là they are thay vì con đọc là they are nhé. Là they are getting clean. Đúng rồi. Tớ phải vắt kiệt nước khỏi quần áo. Tớ phải vắt kiệt nước khỏi quần áo. Tớ phải vắt kiệt nước khỏi quần áo. Đúng rồi, I have to wring the water out of them. Rồi, tốt. Rồi, tớ nói chuyện với mẹ. Talk with mommy. Tớ xách chiếc giỏ đựng quần áo. Giúp mẹ. Tớ phơi quần áo. I hang the washing out.
Ừ, đứng lên chiếc ghế đậu. Tớ kẹp những chiếc kim vào quần áo. Tốt. Rồi. Qua các cái bài kiểm tra của mình đúng không? Thì bạn nào còn ngấp ngứ một vài câu thì chúng ta hãy cố gắng luyện tập thêm những cái câu đó nhé. Được chưa ạ? Và chúng ta phải cố gắng luyện thật nhiều vào cả lẫn phát âm, lẫn phản xạ và các cái vốn từ mình phải cố gắng viết ra. Được không ạ? Viết ra để mình nhớ mặt chữ, mình nhớ là sao mình nhìn cái từ đấy là mình biết đọc nè, đúng không? Mình hiểu được nghĩa nè. Được ạ? Và viết nhiều các cái mẫu câu, mình thử từ nhìn Việt xong rồi mình dịch sang tiếng Anh. Được chưa? Mình sẽ nhìn sang mình tự dịch thử xem là nếu như mà bây giờ các con hãy học nhá, luyện trí nhớ đó là gì? Viết á. Viết viết ra thì não bộ nó sẽ nhớ ra được nhiều hơn. Được chưa? Và mỗi người có sẽ có một khả năng khác nhau. Thế thì bạn nào mà cứ thấy mình học cảm giác là làm nào để tốt nhất là được. Làm sao kết quả là mình phải nhớ vào đầu của mình. Đấy là cái hiệu quả mà. Kết quả. Được chưa ạ? Còn mỗi bạn có một cái năng khiếu khác nhau thì các bạn có thể tự nhìn thấy xem làm thế nào để mình học tốt hơn. Và bây giờ thì cô Thanh sẽ share. Mình sẽ học câu tiếp theo nha. Rồi, hôm nay mình sẽ nghe tiếp nhé. Chút. Rồi, các bạn hãy thử nghe này. Họ đọc ha. I smooth it down. Rồi, các bạn hãy cùng nhắc lại nào. Các bạn bật mic lên nhé. Smooth Smooth it down. I smooth it down. It down. Smooth Rồi, ngữ điệu của nó là gì? it I là down. gì? I Các bạn hãy nghe nhé. smooth it down. Âm ngữ điệu của nó nhé. I smooth it down. I smooth it, it xuống giọng nó. Down là gì? Ngang, It ngang. Huyền, ngang, đúng không? I smooth là xuống giọng này. I smooth it down. I smooth it down. Là gì nhỉ các bạn nhỉ? Smooth là gì nhỉ? Nhuyễn hoặc là phẳng đúng không? Đấy, trong trường hợp này là gì? Hãy làm kéo phẳng cái quần áo của mình ra. Đúng rồi, được kéo phẳng cái quần áo ra là I smooth it down. Rồi, được chưa ạ? Các bạn nhớ nhé, nhớ cái từ đó nhé. Để tí nữa chúng ta hãy nhớ mặt chữ luôn nha. Cô Thanh sẽ luyện là trên lớp là các bạn sẽ phải yêu cầu thuộc luôn á. It will remove the wrinkles. Nào, các bạn cùng bọn đọc nào. Wrinkles. It will remove the wrinkles. Gia Linh nào? Gia Linh đọc nào con. Cô không nghe thấy gì cả. Là do mạng hay là gì? Đợi cô chút xíu để cô kiểm tra lại mạng xem. Rồi, tớ sẽ làm các vết âm. Nào, con đọc cái câu thứ hai là gì nhỉ, Gia Linh? It will remove the wrinkles. It's remote Wrinkles. the wrinkles. It will remove. Nào, đọc theo cô nhé. It will remove the Move, move, more, cả phải âm more, V nhé. Remove. remove. Đúng rồi. It will là lên 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 It trên nhá. It will will remove remove the wrinkles. the wrinkles. Wrinkles để ép tay nha. It will remove the wrinkles. It will Rồi, câu này có nghĩa là gì? Nó sẽ làm các vết remove nhầu biến mất. the Đúng rồi,
Tức là gì? Nó sẽ làm các vết nhầu biến mất, đúng không ạ? Tức là wrinkle nó rất là nhầu nhĩ, đúng không? The remove, đó là gì? Biến mất. The remove là biến mất nhá. The wrinkles có nghĩa là gì? Cái vết nhầu á, nó sẽ làm cho vết màu bị biến mất ha. Rồi tôi kéo phẳng quần áo thì Gia Linh sẽ đọc là gì? Is as smooth it tall. Nào, ngữ điệu của nó là gì nhỉ con nhỉ? As smooth it down. As smooth it Down. tall. The are down. Down. Đúng rồi, as smooth it As smooth it down. down. Rồi. Mời bạn Phương nào đọc cả hai câu lại cho cô nào. As smooth it It down. down. Rồi, tiếp câu tiếp theo, tớ sẽ làm các vết nhầu biến mất. It will remove the green color. Wrinkles. Đúng rồi. It will remove the wrinkles. The It wrinkle. will remove. It Remove. Đúng rồi, the wrinkles. will remove Wrinkles. Đúng rồi. the Nhớ là âm k với âm l này, nó là chữ calls chưa ạ? wrinkle. Ring calls. Rồi, Huyền Anh nào đọc hai câu cho cô Thanh nào. As it down, Rồi. I will remove the wrinkles. Remove. I will remove Đừng remote nhé. Remote là cái điều khiển tivi đó. Cái remove, remove là r m ov với có âm v nha. Move. move. Đúng rồi. Đừng âm d nha, âm d remote là cái điều khiển đó. Remove. Âm v nha. Remove. Nào đọc lại cho cô Thanh nào, Huyền Anh. I small it down. I will remove the Remove, move, wrinkle. Wrinkle. move. Đọc lại từ remove nào con. Wrinkles. Remove, move ấy. Remove. Ừ, đúng rồi. Đọc lại nào, đọc lại từ đấy nào. Con đang bị sai cái âm đấy đấy. Remove. Đúng rồi. Đọc cả câu lại cho cô nào. It will remove the wrinkles. Rồi, hãy đọc rõ cái từ này là remove nha, chứ không remote. Remote lại là sai đó. Remove. Ok. Rồi, tiếp nào, chúng mình cùng nghe tiếp nào. I'm standing on my tiptoes. I'm standing on tiptoes, đúng không? I smooth it down. It will remove the wrinkles. I'm standing on my tiptoes. Rồi tiếp đi con. Cái này hình như là đang thiếu một cái từ đó là on my tiptoes. Để cô nghe lại. Hình như nó đang bị thiếu ở trên cái phần này. Standing on my tiptoes. Ding on tip. Standing on my tiptoes. Cái này như thiếu từ my đó. Ha. I'm standing on my tiptoes. On my tiptoes. Thiếu từ my nhé các bạn nhé. Cái này là I'm standing on my tiptoes. Đúng không ạ? Rồi, Gia Linh đọc nào. I'm standing on my tiptoes. Standing on my tiptoes.
Rồi tiếp nào, Phương nào. On Rồi, I'm standing on my tiptoes. tiptoes. Rồi, Huyền Anh nào. I'm standing on my tiptoes. Rồi. Các bạn sang câu tiếp theo này. Cho bạn để ý tập trung nghe nhé. I hand a ladle to mommy. Nào, Gia Linh nào. Nghe lại lần nữa nhé. I hand a ladle to mommy. I had a little Đúng rồi, I hand a ladle to mommy. mommy. Later, đây là I Little. hand her, nối âm nhé. I hand her I later have a little to mommy. mommy. Rồi, Xuân Phương nào. The leader Rồi, to mommy. Okay, good job. Then, can I? to mommy. Rồi, good job. Nghĩa của câu này là gì nhỉ? Tớ đưa cho mẹ tớ cái muỗng canh. À, rồi, cái từ later. Later, đúng không ạ? Là gì nhỉ? Các bạn, câu này nghĩa là gì? Tớ cho mẹ tớ cái muỗng canh Ừ, thế từ muỗng canh là gì vậy con? là cái để xúc canh, À, nhưng mà tiếng Anh của nó là gì trong từ này? ledger. Ừ. Rồi cái từ hander là gì? Đưa cho ai đó đúng không? Đúng không? Hand something to somebody. Đúng không? I hand the letter to mommy. Thế bây giờ tớ mang, tớ đưa cho mẹ tớ cái bút đi. Thì con sẽ nói nào? I hand a pen to Đúng rồi. Thế bây giờ tớ đưa cho mẹ tớ cái đũa. Các bạn có biết từ cái đũa là cái gì không? mommy. Là Chopstick. Đây, có một từ mới này. Các bạn có thể đánh ra cái đây. Chopstick. Stick. Chopstick. Đấy là cái đũa nha. Được không ạ? Thế cái bát là gì? Bầu. Dạ, rồi, chúng ta sẽ học cái đấy sau. Rồi bây giờ tớ giúp mẹ tớ nấu ăn thì chúng ta sẽ nói như thế nào nhé? I hand a ladle to mommy. I help mommy cook. Rồi. Mommy cook. Đúng rồi. Xuân Phương đọc nào. Xuân Phương đọc nào con. Wow. Rồi, Huyền Anh nào. Tớ giúp mẹ tớ nấu ăn. Gia Linh. Rồi, chúng ta sẽ đọc câu tiếp theo này. We make lunch together. Hai mẹ con tớ cùng We nấu make ăn bữa trưa. lunch together. We make lunch Make a lunch together. together. We make lunch, not the lunch, the make lunch. Lunch together. Together. À, tức là gì? Hai mẹ con tớ cùng nấu ăn bữa trưa. Nào, giờ đến Xuân Phương đọc từ này nào. We make lunch together.
Lunch, âm chờ nhá, lunch. Lunch. Đúng rồi, Quên nếu các bạn mà đọc rồi. là từ lăn lăn lăn, lăn là cái kiểu như là cái lá phổi, nếu mình đọc là lăn nha. Thế đâm ra là mình sẽ đọc đúng là mình đọc là lunch. Còn nếu mà các bạn đọc là lăn lăn là thành cái lá phổi luôn á. Lunch. Lunch together. Đúng rồi. Thế bây giờ tớ với mẹ tớ cùng nấu bữa tối thì nói nào? Xuân Phương. Bữa tối là gì nhỉ? Tối nhá. Đợi. Dinner. We make dinner together. To dinner buổi tối không? We make dinner We make dinner together. Thế còn tớ tớ làm hai mẹ con tớ cùng nấu ăn bữa sáng thì nói nào? breakfast together. Đúng rồi, đó các bạn chỉ cần thay từ mới vào nhé và chúng ta có thể đặt rất nhiều mẫu câu đúng không ạ? Rồi, đến Huyền Anh đọc hết cả ba câu này cho cô nào. I had a letter to mommy. I help mommy to cook. We make lunch together. Ok, good job. Rồi các bạn hãy nhìn mẫu We câu nhé. Nhớ nhớ luôn nhé, tập nhớ đi, tí nữa cô Thanh chỉ cần hỏi xong là chúng ta sẽ nhớ để mẫu câu nhé, chat vào phần khung chat cho cô nhé. Nhớ được mặt chữ và nhớ được cả mẫu câu cho cô nhé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học 6 câu mới. Học đâu chắc đấy, học đâu thuộc đấy. Rồi, cô sẽ cho các bạn mấy phút để ôn nhé. Bạn nào học xong rồi thì giơ tay nhé. Để cô biết là bạn nào đã học xong thuộc xong 6 3 câu này rồi, xong thì cô sẽ quay ngược lại 3 câu sau lúc nãy chúng ta học nhé. Bạn nào học xong rồi thì hãy giơ tay ha. Và hãy trung thực nhá, không được ăn gian nhá. Tí nữa mà cô kiểm tra mà bạn nào ăn gian mà cứ cầm giấy mà đọc là thiệt thân đó là các bạn sẽ tự mình giấu dốt là không tiến bộ được đâu. Hãy cố gắng ngồi tập trung. Học thuộc luôn tại lớp cho cô nhé. Tớ đưa cho mẹ tớ cái muỗng canh thì nói làm sao? Rồi nhớ luôn, to ladder là muỗng canh. Hander, hand something to do somebody là gì? Đưa một cái gì đó cho ai đó thì dùng từ mẫu câu là I hand a gì đó đúng không? To gì đó cho ai đúng không ạ? Vậy thì mình sẽ nhớ là gì? Đưa muỗng canh là I hand her later to mommy. Được chưa? Rồi, tiếp. Tớ giúp mẹ tớ nấu ăn. I have mommy to cook. Tức là tớ giúp mẹ tớ cái gì đó, đúng không? Dụ như là tớ giúp mẹ tớ phơi quần áo thì là gì? I have mommy to hang out the gì? Clothes, đúng không? Tớ giúp mẹ tớ phơi quần áo, chúng ta đã học rồi, tớ phơi quần áo là gì đúng không? Đó, thế tớ giúp mẹ tớ mà giặt đồ thì nói làm sao? Gia Linh. Từ giặt đồ con đọc rồi, bây giờ tớ giúp mẹ tớ giặt đồ thì nói thế nào? I have mommy to gì? I have mom to Laundry, được chưa ạ? Cái từ tớ giặt đồ là từ I laundry đúng không? laundry. Nhớ cái từ giờ tớ giặt đồ chưa? Tớ giặt quần áo ấy. I do the laundry á. Yeah. Được chưa? I have to mommy to do the laundry. Được chưa? Thế bây giờ tớ mà tớ giúp mẹ tớ tưới cây thì là gì nhỉ? Bạn Xuân Phương. Cái Tớ giúp mẹ tớ tưới cây. Have mommy too, đúng không ạ? Đó. Thì mình nhớ cái từ to vào đấy bởi vì có hai. to.
water the flower. À, the Ok, good job. Thế bây giờ tớ giúp mẹ tớ trông em. Thì Huyền Anh sẽ nói sao? Tớ giúp mẹ tớ trông em. Tớ trông em giúp mẹ tớ thì nói nào? Từ trông em là take care the baby, đúng ạ? Take care of baby hoặc là là gì nhỉ? Thôi bây giờ chúng mình cứ học là cái từ take care of đi, baby đi đúng không ạ? I have mommy to take care of baby, đúng không ạ? Ta tớ giúp mẹ tớ trông em. Tớ giúp mẹ tớ làm bữa trưa thì nói thế nào Gia Linh? I have To do the breakfast. I have mommy to do the breakfast. Tức là gì? To make, hoặc là I have mommy to make breakfast. Đúng không ạ? Tớ giúp mẹ tớ làm bữa bữa sáng. Đúng không? I have mommy to make breakfast. Là tớ giúp mẹ tớ làm bữa sáng. Thế tớ giúp mẹ tớ làm bữa tối. Thì nói sao? Xuân Phương? I have mommy To cook dinner cũng được. Ok, good job. Hoặc là to make cũng được ha. Cook cũng đúng nha. Rồi, rất giỏi. Bây giờ các bạn đã thuộc ba cái cỡ mẫu câu này chưa? Bạn nào thuộc rồi giơ tay cho cô Thanh biết nhé. Thuộc chưa nào? Các bạn ơi. Bạn nào xong thì giờ giơ biểu tượng giơ tay cho cô nha. Rồi, Xuân Phương xuất sắc, đã học thuộc xong rồi. Còn bạn nào nữa nào? Bạn nào thuộc tiếp theo nào? Nào, cho cái ai cần giơ tay nào. Ôi rồi Huyền Anh đã thuộc rồi này. Gia Linh thuộc chưa? Rồi, thuộc rồi giơ tay cho cô Thanh biết nha. Rồi, chờ. Tiếp. Thế bây giờ tớ kéo phẳng quần áo ra thì nói nào nhỉ? Các bạn hãy thuộc luôn nào. I smooth it down. Đúng ạ. Tớ kéo phẳng quần áo. Nó sẽ làm các vết màu biến các cái vết nhầu biến mất. Thì nói thế nào? It will remove the wrinkles. It will remove the wrinkles. Là tớ, nó sẽ làm các vết màu các vết nhầu biến mất, đúng không ạ? Tớ đang đứng trên cái mũi chân của mình. I'm standing on my tiptoes. Rồi, bạn nào thuộc thì lại giơ tay nha. Buổi thứ ba cô sẽ làm bài kiểm tra tiếp tục từ đầu câu cho đến cái câu mà vừa rồi nhé. Tất cả các bạn hãy học thuộc một cách nhuần nhuyễn nhé. Cô vừa kiểm tra phản xạ, vừa kiểm tra viết từ. Đâm ra là các bạn sẽ học thuộc một cách nhuần nhuyễn cho cô nhé. Thứ ba nhé, thứ ba cô kiểm tra tất cả từng bạn một đó. Cô sẽ đếm thời gian xem bạn nào phản xạ nhanh nhất.
và đồng thời sẽ phải tất cả các bạn đều phải thuộc từ có thể viết ra được. Cô Thanh đọc bằng tiếng Việt, các con viết ra bằng tiếng Anh. Cô hỏi bằng tiếng Việt, trả lời trong 2 giây, 3 giây là phải nói được hết các câu của mình. Đâu, ôn kỹ cho cô để thứ ba cô làm bài kiểm tra từng bạn một nha. Cho đến cái câu vừa rồi á. Thế đâm ra là chúng ta hãy tập chọc đâu chắc đấy nha. Học tham mà viết nhiều nhưng mà xong là lại lung tung. Ôn thật kỹ cho cô nha. Rồi, bạn nào thuộc thì giơ tay nào. Huyền Anh mệt à con? Không ạ. Ồ, sao lại nằm bò thế? Ngồi dậy nhá, không hỏng mắt nha con. Với cả ngồi học ấy là cũng là một cái thể hiện cái vấn đề mình có tích cực hay là mình uể oải chung, nó cũng thể hiện cái sự tinh thần đấy. Ví dụ như là mình mà nằm mệt mệt mỏi ấy, thì cái đấy là cái sự tiêu cực, mình đang bị đau xuống hoặc là mình đang tinh thần không được tốt lắm. Đấy, nếu mà mệt quá, sức khỏe không ok thì báo cô nhá. Được không? Còn khi chúng ta cố gắng nhất khi mà học trên lớp là chúng ta hãy tập trung thì chúng ta sẽ không thấy mệt đâu. Ra Linh thuộc chưa? Cố lên. Xong là lúc nào thuộc thì ra tay. Sao con? Thuộc chưa con? Con Wow. Huyền Anh. Con thuộc chưa? Xuân Phương thuộc chưa con? Rồi. Giơ tay lên con. Biểu tượng đâu? Icon đâu? Rồi. Ra Linh nào. Trong lúc đấy nhá, các bạn hãy nhìn lại, ôn lại tất cả những mẫu câu cũ nhá, trong lúc đợi em ra link nhá. Đó. Em bé hơn nhưng mà em cũng rất là cố gắng đấy. Rồi, ra link đã là học thuộc xong rồi. Bây giờ cô Thanh sẽ che đi nhá. Cô Thanh hỏi tiếng Việt nha. Giờ chúng ta luyện nhớ luôn ha. Tớ kéo phẳng quần áo thì sẽ viết, sẽ đọc như nào các bạn? Mom. Nào các bạn hãy mở mic hết lên. Bật mic lên nào để cô Thanh nghe các bạn trả lời nào. Ai gì nhỉ? Chụp. Smooth. Smooth. Đúng rồi, I smooth it down, đúng không? Rồi, chat vào khung chat cho cô Thanh luôn đi. Để mình nhớ luôn này. Bạn nào quen thì nhìn lại từ của các bạn khác. Bạn nào đúng thì mình sẽ xem là bạn nào đúng nha. Nhớ luôn nào. Chat cho cô Thanh nào. Tớ kéo phẳng quần áo. Wow, Gia Linh giỏi. Wow. Được, Xuân Phương rất là tốt. Bạn Huyền Anh cũng rất tốt. Rồi, chúng ta thuộc luôn câu này rồi nhá. Nó sẽ làm các vết nhầu biến mất. Bật mic đọc cho cô nào. It will remove Đúng rồi, chat vào khung chat cho cô Thanh nào. Tất cả các bạn cùng chat vào. Nó sẽ làm các vết nhầu biến mất. Nhìn sẽ tính xem. Để học môn bài. Từ it, đúng rồi. Chính xác. It will remove the wrinkles. Rất tốt. Các bạn khác đánh vào để cho nhớ nào. Đúng rồi, Xuân Phương viết đúng rồi. Nào, đến lượt Gia Linh nào. Wow, Gia Linh cũng không kém phần long trọng. Cũng rất nhanh. To remove với từ giờ tách ra một chút xíu là được ha con. Rồi. Nhẩm nhẩm lại đọc để nhớ nha. Để đọc cho đúng nha. Tớ đang đứng trên mũi chân của mình. Nào, các bạn bật mic lên đọc nào. Nhớ luôn nào. Tớ đang đứng trên mũi chân của mình. Là gì nhỉ? Bật mic lên luôn nè. Trả lời nè các bạn. Đúng rồi. I'm standing on my tiptoes. Rồi, chúng ta hãy chat luôn vào khung chat nhé.
Tất cả các bạn hãy chat vào khung chat nào để nhớ từ luôn nào. Đúng rồi. Huyền Anh đúng rồi. Gia Linh chỉnh lại cái từ standing nha. Rồi, good job. Standing con viết lại một chút xíu ha. Con viết lại từ standing cho con nhớ nè. Rồi, tốt. Rất giỏi. Bây giờ câu hỏi nè. Tớ đưa cho mẹ một cái muỗng canh. Chúng ta đọc luôn nào. Ai gì nhỉ? I hang tí nhà con nhỉ? Xuân Phương nhớ không? Xuân Phương, bật mic lên nào. Con nhớ từ không? Tớ đưa cho mẹ tớ. Tớ đưa là gì? Đúng rồi, I hanger. Lê gì nhỉ? Later. Gì? To. To money. Rồi, chúng ta nghe lại cái từ đấy nhá. I have and a lady. Đợi chút xíu, hình như là mạng đang lag cái rồi. Đợi chút xíu nhé. I hand a ladle to mommy. Đó, các bạn nghe nhỉ? Nghe được chưa ạ? I hand a ladle to mommy. I hand a ladle to mommy. Nào, Xuân Phương đọc lại nào. Later. Rồi, đúng rồi đó. Chào các bạn hãy chat vào khung chat nào. Bạn hãy chat vào khung chat cho cô Thanh nào. Wow, quá giỏi, quá xuất sắc. Huyền Anh đúng rồi đó. Các bạn chat tiếp vào nào. Bạn nào chưa nhớ thì nhìn lại và chat đánh vào để cho mình nhớ thêm nào. Rồi, tất cả các bạn đã đánh rất tốt. À, Gia Linh đánh từ I hanger nha. Thay vì I hang to, đúng không ạ? Nhìn thấy chưa ạ? Gia Linh nhìn thấy chưa? Con sửa lại cho cô nhé. Rồi, tiếp. Hai mẹ con tớ cùng nhau nấu bữa trưa. Nói sao nhỉ các bạn nhỉ? À, tớ giúp mẹ tớ nấu ăn. I have mommy Rồi, viết vào khung chat cho cô nào. Sai sai rồi, sai rồi. Các bạn đồng loạt bị sai rồi, thiếu từ nha. Các bạn xem là I mình thiếu cái gì, mình đánh lại lần nữa đi. Để cho mình nhớ nào. Sai ở đâu nào? Xem mình nhớ xem mình sai ở đâu nào. À, Huyền Anh và Gia Linh đang bị sai. À, ở cái là mình đang bị thiếu. Được chưa? Vậy thì xem mình thiếu ở đâu. Không đúng. Gia Linh vẫn chưa đúng. Nào, xem là sai chỗ nào để mình sau mình nhớ lâu hơn mình sửa nào. Xuân Phương. Wow, đi sau như vào lợi hại nhất đấy. Đúng không? Chính xác. Xuân Phương đã đúng rồi đấy. Rồi, Huyền Anh đánh vào nào con. I have mommy to cook. Đúng không ạ? Thay vì I have mommy cook thì nói là gì? I have mommy to cook. Rồi, tiếp. Hai mẹ con tớ cùng nhau nấu ăn bữa trưa.
Chị nói sao nhỉ? Bật mic lên các bạn. Xuân Phương bật mic lên nào. together. Hai mẹ con tớ cùng nhau nấu ăn bữa trưa. Lunch together. Chat và không chat cho cô Thanh nào. Bạn nào chưa thuộc thì nhìn lại mặt chữ để nhầm người cho thuộc hơn à. Chúng ta cùng chat vào nào. Rồi, xem bạn nào đánh đúng nào. Gia Linh, hai mẹ con tớ cùng nhau nấu bữa trưa. Là gì nhỉ? Quyền Anh, đánh vào đi con. Xuân Phương. Đúng rồi. We make lunch together. Good job. Nào các bạn khác đánh vào cái từ lunch. Huyền Anh sửa một chút xíu nhé. Còn thiếu một từ trong cái từ lunch. Con đánh lại cho đúng cái từ lunch. Wow, đúng rồi, chính xác. Nào các bạn khác sửa theo nhé. Đúng rồi. Gia Linh đâu, đánh vào đi con. Để mình nhớ từ nào. Rồi, bây giờ các bạn đã tự tin chưa? Bây giờ cô hỏi từng người đọc hết 6 câu vừa rồi nhé. Huyền Anh trước nha. Các bạn khác ngồi ôn bài luôn nhé. Cô Thanh hỏi đâu thì các bạn sẽ nhẩm theo chị Huyền Anh nhé. Tớ kéo phẳng quần áo. Small it down. Rồi, tốt. Nó sẽ làm các vết nhầu biến mất. Nó sẽ làm các vết nhầu biến mất. Remove the wrinkles. Đúng rồi. It will gì nhỉ? Remove the wrinkles. Đúng ạ. Tớ đang đứng trên mũi chân của mình. Standing on my tiptoes. Đúng rồi. Tiếp nào. Tớ đưa cho mẹ tớ cái muỗng canh. Cái thìa đi. I hand a letter to mommy. Rồi. Tớ giúp mẹ tớ nấu ăn. I have money to Hai mẹ con tớ cùng ăn cùng nhau nấu bữa trưa. cook. We make lunch together. Good job. Rồi, rất tốt. Đến Gia Linh nào. Tớ đưa cho mẹ tớ cái muỗng canh. I Nào nào, tớ đưa cho mẹ tớ cái muỗng canh cơ mà. Tớ đưa mà. sound. Đọc lại cho cô nhé, tại vì lúc đấy nó hơi lãng mạn tí. I, not am. Ai gì con nhỉ? Nào, chúng ta đang học tại sao lại ăn thế? Standing. I standing đâu mà I standing. Tớ đưa cho mẹ tớ cái muỗng canh cơ mà. Gia Linh ơi, ăn sau nha. Đang học là Vừa không có ăn vừa đâu ăn vừa học cô? nha. Bỏ đồ ăn ra khỏi mồm nha. Khi nào mà ăn xong thì lúc nào học xong thì chúng ta ăn, hoặc là ăn trước khi ăn trước khi học nha. Vừa ăn vừa học là không được đâu. Nào. Cho cô hỏi, tớ đưa cho mẹ tớ cái muỗng canh. Là gì Gia Linh? Nhớ lại đi nào con. Rồi, mở phần chat ra nhìn lại một lần nữa để trả lời cho cô nào. Là gì nhỉ?
Tớ đưa cho mẹ tớ cái muỗng canh. hand the letter to mommy. I hand her thì mình đọc nối âm là Hand I hand her, đúng không? the letter Later to mommy, to later, mommy. okay? Yes. Later. Later. Okay. Tớ giúp mẹ tớ nấu ăn. I help mommy to Hai mẹ con tớ cùng nấu ăn bữa trưa. cook. We make lunch Đúng together. rồi, we make lunch We make together. lunch Nó sẽ làm các vết nhầu biến mất. more in each town. No, no, no. Oh. Không đúng. Nó sẽ làm các vết nhầu biến mất. It It will remove gì nhỉ? Remove gì con? the The gì? Ring gì con nhỉ? Wrinkles. Đúng rồi. Đọc lại cả câu nào. Tớ sẽ làm các vết nhầu biến mất nào. Remove Đúng rồi. Remove. wrinkles. Đúng rồi. À, it will remove the wrinkle. It will remove the Rồi, tớ đang đứng trên mũi chân của mình. wrinkles. I'm standing on my I'm standing on I'm standing gì nhỉ? I'm on standing gì con? my tiptoes. I'm standing Đúng rồi, tớ kéo phẳng quần áo. on my tiptoes. I'm Down, not out, out, down, thành chữ down cho cô nhá. Down, town. down, Down. nhá. Down. Down, Down. đúng rồi, down. Down. Đúng rồi. I smooth it down. Rồi, tốt. Xuân Phương, tớ đang đứng trên mũi chân của mình. Mạng nó hơi giật, cô chưa nghe rõ cái phần đấy. On Đúng rồi, tớ kéo phẳng quần áo. Tớ kéo phẳng quần áo. I Đúng rồi, nó sẽ làm các vết nhầu biến mất. will remove the Will, it will. Gì nhỉ? Gì? Remove gì con? Đúng rồi. Giờ gì? the green killer. Wrinkles. Wrinkle. Đúng rồi. It Wrinkles. will remove Rồi, tốt. Tiếp. Tớ đưa cho mẹ tớ cái muỗng canh. I hand her To mommy. to I hand mommy. her. Đúng không? I hand her later to mommy. Rồi, tớ giúp mẹ tớ nấu ăn. Tớ giúp mẹ tớ nấu ăn. have mommy Hai mẹ con tớ cùng nhau nấu bữa trưa. cook. We
We make lunch together. Rồi. We make lunch together. We make lunch together. Đúng rồi. Đấy. Bây giờ cô sẽ chụp hình nhé. Các cái câu này. Được chưa ạ? Vào trong nhóm của mình. Các bạn hãy viết ra quyển vở, chụp hình gửi vào trong nhóm cho cô nhé. Và quay video gửi đọc 6 câu một cách nhuần nhuyễn cho các cô nhé. Gửi bài luôn lập tức. Đến 9 rưỡi là cô yêu cầu tất cả các bạn là đều phải nộp bài hết cho cô nhé. Học xong cái ôn bài luôn nhé. Đọc. Được chưa? Học tất cả các câu cho đến câu hiện tại. Cộng với check từ mới của 6 cái từ mới ngày hôm nay. Chụp hình gửi cho cô trong nhóm nhé. Đúng 9 rưỡi, bạn nào không gửi cô gọi điện đấy nhé. Được chưa? Rồi, ok. Chúng ta hãy nghỉ ở đây. Chụp ảnh với nhau nào. Chúng ta hãy chụp ảnh với nhau nhé. Rồi sau đấy thì sau khi các bạn chào cô giáo xong thì hãy ôn bài gửi luôn trên nhóm bài tập cho cô nhé. Đúng 9 rưỡi cô yêu cầu tất cả các bạn gửi bài, tất cả đều phải có gửi bài hết cho cô. Phần chép từ mới trong ngày hôm nay này, vào quyển vở này. Và quay video đọc từ đầu câu cho đến ngày hôm nay một cách nhuần nhuyễn cho cô nhé. Nào các bạn hãy giơ tay chụp hình với nhau nào. Chúng mình chụp nha. 1, 2, 3, 9. Okay. Rồi các bạn có thể chào cô và ao zoom nhé. Xong gửi bài luôn nhé các bạn nhé. Cô sẽ ngồi đợi tin nhắn của các bạn bài tập nhé.